Xếp hàng nhiệt liệt xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Như vậy là chỉ còn duy nhất một chiếc máy điều hòa Sanyo có kính gió đảo tự động các bác nhé. Còn duy nhất một chiếc thôi. Con em để số 8 này. Một con máy rất là đẹp. Đấy, còn duy nhất chiếc này là kính gió đảo tự động các bác nhé. Bằng đảo điện đấy. Còn hết cái loại đảo tự động rồi, em còn toàn bộ kia là cánh gió chỉnh tay. Con máy rất là đẹp. Giàn lạnh luôn này. Đây. Điều hòa di động Sanyo 4 chức năng. Con này đây công suất điện của nó là 2 điện là 220V nha. Công suất 325W. 30W sưởi ấm hút là 17 lít một ngày. Đây là cái cửa sổ nóng coi nhá. Con máy rất là đẹp. Bên kia này là bình nước chứa khi mà chạy hút ẩm hoặc là chạy điều hòa. Máy có 4 chức năng: làm lạnh, hút ẩm, sưởi ấm, bật gió. Có 3 tốc độ gió mạnh, yếu, trung bình khác nhau. Có hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật. Cánh gió đảo tự động bằng nút đây này. Nào ở đây. Còn duy nhất một chiếc này thôi, em bán là 3,5 triệu nha. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nha. Không còn hàng đảo gió tự động ở đâu ạ. Xin chào các bác. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500 nghìn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt.